Thưa quý vị, nếu mà quý vị đang sinh sống ở tại Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh hay là một số thành phố lớn khác hoặc là ở những cái vùng lân cận các thành phố lớn thì hẳn là quý vị sẽ không ngạc nhiên trước cái tình trạng là có những biệt thự tiền tỷ, thậm chí là cả một đô thị bị bỏ hoang, ngoài việc trở thành nơi trú ngụ của đủ các loại tệ nạn xã hội hoặc là được tận dụng làm hàng quán, làm nhà xưởng, trái phép và làm phát sinh ra nhiều nguy cơ thì sự tồn tại của những căn nhà mà thường được gọi là những biệt thự ma, những căn nhà ma này giữa các đô thị đã gây ra một cái sự lãng phí rất lớn cho nền kinh tế là thế nào để giải quyết được những căn biệt thự, những khu đô thị bỏ hoang này? thì đây sẽ là nội dung chính của chuyện tối nay mà chúng ta sẽ cùng bàn luận với khách mời là tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tới với trường quay chào buổi tối của chúng tôi để cùng trò chuyện về vấn đề này. và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời chuyên gia cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số những khu biệt thự, những đô thị đang bị bỏ hoang lãng phí như thế nào. Đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại khu đô thị Trung Văn, Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 vừa qua. Một căn nhà đã xây dựng xong phần thô, tuy nhiên không được hoàn thiện để ở mà lại được cải tạo trái phép thành sườn sản xuất. Không có bất cứ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nào tại đây được đảm bảo. Và hậu quả là mạng sống của một người. Tại khu đô thị Trung Văn, có rất nhiều biệt thự nhà liền kề cũng đang được bỏ hoang hoặc sử dụng sai công năng như vậy. Cùng chung cảnh ngộ, khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 được bắt đầu triển khai từ năm 2007. Khoảng hơn 600 căn biệt thự, nhà liên kề và công trình phụ trợ đã được hoàn thiện từ năm 2012, hoặc còn răng dở nhưng không được xây dựng tiếp. Vào thời kỳ xuất giá năm 2010, mỗi mét của dự án được bán trên dưới 75 triệu đồng, tương đương mỗi căn biệt thự lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện trên thị trường, một số căn hộ được ra bán giá từ 25 đến 30 triệu đồng nhưng không có giao dịch hai nhà liền kề Xuân Phương Quốc hội với 227 căn biệt thự liền kề được bàn giao xây thô từ năm 2011. Phần đường nội bộ và khuôn viên, vườn hoa cũng đã hoàn tất. Tuy nhiên đến nay, dự án chưa có tới 10 hộ dân đến sinh sống. Những người ở trong khu đô thị hầu hết là thợ thi công cho các dự án xung quanh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng có không ít những khu biệt thự đang bị lãng phí như thế. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hàng chục dự án biệt thự xây xong phần thô với giá cả chục tỷ đồng một căn nhưng không có người ở dù đã có chủ. Vâng ở Hà Nội thì có lẽ là tiến sĩ Minh Phong không còn xa lạ gì với những căn biệt thự bỏ hoang với những khu đô thị bỏ hoang giống như trong phóng sự vừa rồi. Vậy thì à, cá nhân tiến sĩ Minh, Minh Phong thấy rằng có cái khu đô thị hay là khu biệt thự bỏ hoang nào mà ông cảm thấy tiếc nhất và vì sao? À vâng, tôi ở Hà Nội 40 năm rồi ừ. và cũng đi khắp Hà Nội cũng chứng kiến trong mắt mình rất nhiều những cái khu đô thị, đúng hơn là những cái gọi là dãy dãy nhà và một số những căn hộ bỏ hoang điều này nó cũng bớt hơn so với ở trung quốc trung quốc tôi đã chứng kiến cả một thành phố hoang rất lớn rất đầy đủ nhưng mà không có người ở à. hà nội thì không có như vậy nhưng mà hà nội có những dãy phụ những dãy biệt thự bỏ hoang khá nhiều à, ví dụ như là dọc cái đường về đan phượng hoài đức rồi về phía hà đông à, nhưng mà cá nhân tôi thì nhìn thấy rằng là trên hồ tây nó có một cái khu mà nó khoảng bốn năm chục căn hộ biệt thự rất đẹp view rất đẹp và xây xong hết rồi nhưng mà vẫn bỏ hoang với lý do là chưa xong thủ tục để có thể bán được. đây có thể nói là một trong những khu đô tiết nhất vì đây là cái mảnh đất mà có thể nói là đất vàng tiền tỷ tì cho mỗi cho mỗi 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 một căn như vậy. Ừ, có một căn nhà ở trên hồ tây thì đó là mơ ước nhưng mà nó hơi xa tầm với của rất nhiều người đúng không ạ? thưa tiến sĩ minh phong là tại sao ở tại hà nội tại thành phố hồ chí minh nơi mà người ta vẫn nói rằng là đất trật người đông người dân còn không có một cái nơi để ở thì lại có rất nhiều những cái căn biệt thự những cái khu đô thị bị bỏ hoang đến như vậy? lý do vì sao? qua quan sát chúng tôi thấy rằng là nếu tổng kết lại một cách tổng thể đấy, mặc dù là mỗi một khu một nhà nó có một cái lý do khác nhau, ừ. nhưng mà tổng thể lại chúng tôi rằng có ít nhất có 9 cái lý do nó tạo ra cái tình trạng hoang hóa này. Một là về mặt quy hoạch và cấp cấp giấy phép dự án đã có thời kỳ chúng ta khá là coi đó như một phong trào và sự bùng nổ thị trường rất là mạnh mẽ khiến cho cái việc mà quy hoạch cấp phép nó trở nên khá dễ dãi và nó tạo ra một cái lượng cung rất lớn và khi lượng cung lớn thì nó sẽ tạo ra một cái sự chênh lệch cung cầu đấy là chưa kể cái sản phẩm có thể nó không nó rất là kém người vì thế nó lại càng tạo ra một sự tranh lệch nhất là những cái biệt thự cao cấp thì đây như là một trong những lý do lớn nhất và quan trọng nhất cái thứ hai nữa chúng ta thấy rằng là rõ ràng có nhiều khu đã xây trong một cái bối cảnh là nhà xây xong nhưng mà lại không có hạ tầng đặc biệt là các điều kiện để sinh kế để mà có thể gọi là an cư lạc nghiệp đó, không đầy đủ khiến cho người mua họ cảm thấy là nếu về đây thì rất là bất tiện và do đó họ không chuyển về cái thứ ba nữa là lý do liên quan đến vấn đề đầu cơ bởi vì như đã nói là những cái khu như vậy là rất kén người và những người mua thì nhiều khi họ đã có chỗ khác rồi và họ mua cái này để để đấy để chờ trong cái bối cảnh gọi là đắp chiếu để đấy chờ giá lên nhưng chúng ta thấy rằng đã có một thời kỳ sau ba cái chu kỳ mà tăng giá rồi lên liên tục nữa, thì đến cái chu kỳ thứ tư là tăng giá sau đó là hạ hạ hẳn xuống và như vậy rất khó bán và đây chính là một trong những lý do khiến cho cái 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 sự trì trệ đã kéo dài rất là nhiều ngoài ra bạn chứng kiến tới những cái uh, lý do khác nữa liên quan tới ví dụ như là các cái chủ dự án họ không thực hiện đúng tiến độ ừ. rồi những cái người mua họ vì lý do nào đó họ thay đổi mục đích hoặc là không ở đây nữa hoặc là muốn bán đi hoặc là không đủ tiền hoặc là muốn thay đổi công năng và trong đó không loại trừ những cái nhu cầu liên quan đến đầu cơ và những cái đầu cơ thì lại không gặp thời khi mà vỡ bong bóng bất động sản ngoài ra chúng tôi cũng thấy rằng là còn có cả vấn đề liên quan tới cái áp lực tài chính rõ ràng là áp lực tài chính cho những cái sự mà ổ hoang như vậy nó không lớn ừ. đặc biệt là cái áp lực từ phía nhà nước đối với chủ đầu tư đối với những người mua khiến cho những người mua và chủ đầu tư họ cảm thấy là không bị sức ép và do đó họ chịu đựng được hoặc là họ cố tình chịu đựng khi mà sức ép nó bớt đi và điều này cũng liên quan tới một lý do nữa cũng cuối cùng rất quan trọng đó là cái nhận thức và cái quyết đoán cũng như là quyết tâm xử lý của các quan chức năng nó cũng chưa tới ừ như vậy là có rất nhiều lý do cả từ phía người dân cả từ phía thị trường cả từ phía cơ quan chức năng để dẫn tới việc là có rất nhiều biệt thự rất nhiều khu đô thị ở những thành phố lớn mà lại đang bị bỏ hoang rất là lãng phí vậy thì theo như tiến sĩ minh phong thì cái sự bỏ hoang của những khu biệt thự những cái khu đô thị ngay ở những thành phố lớn như vậy thì sẽ gây ra những cái hệ lụy gì cho xã hội chắc chắn là hệ lụy đối với cả các bên có liên quan đối với những người mua và chủ đầu tư thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái tình trạng là chậm hoàn vốn chậm khai thác đưa vào sử dụng và do đó là họ sẽ bị lỡ hoặc là bị tăng thêm cái chi phí cơ hội. Nhưng mà ở góc độ xã hội thì đây là cả một sự lãng phí lớn, bởi vì nó là nguồn tài nguyên đất đai, rồi nó là cái nguồn lực xã hội bao gồm là vốn và những chi phí đó đã bỏ ra và đặc biệt ý, là nó có thể tạo ra những cái hệ lụy về nợ xấu, nợ động, nợ khó đòi và điều này nếu mà vay ngân hàng thì nó tạo ra cái tình trạng là nợ bất động sản ngân hàng rất là lớn và từ cái nợ động này nó gây nhiều những cái hệ lụy khác. Liên quan tới vấn đề về an toàn của hệ thống tài chính Rồi liên quan tới vấn đề về tranh chấp và những cái tệ nạn xã hội khác Thế còn đặc biệt nếu như là sử dụng mà tận dụng mà không đúng ấy, Thì chúng ta đã xem clip rồi Nó sẽ tạo ra những hệ lụy về an toàn Hệ lụy về những cái rủi ro mà cái việc sử dụng không đúng công năng Rồi không đầy đủ các điều kiện có thể tạo ra Tóm lại là, là hệ lụy của nó rất nhiều và nó đang cũng như là sẽ tiếp tục phát sinh Ừ, nếu mà chúng ta mà không có cái biện pháp để ngăn chặn phát sinh thêm những cái biệt thự, những cái khu đô thị bỏ hoang này nữa và có những cái biện pháp để tận dụng, để hồi sinh lại những cái căn biệt thự hoặc là những khu đô thị này thì chắc chắn là những hệ lụy nó gây ra cho, cho xã hội thì nó đã và đang còn tồn tại và nó sẽ còn phát sinh ra nhiều vấn đề nữa. À, thưa tiến sĩ Minh Phong là chắc chắn là chẳng có chính quyền hay là cơ quan quản lý nào lại muốn là ở giữa đô thị tồn tại những căn nhà bỏ hoang như vậy nhưng mà dường như là cơ quan quản lý lại đang thiếu công cụ để xử lý việc này. Tiến sĩ Minh Phong cũng có nhắc tới nhưng mà tiến sĩ Minh Phong có thể làm rõ hơn về điều này. À, vâng, đúng là như vậy. À, rất tốt là chúng ta đã có cái luật xây dựng theo uh, hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2012. Trong đó có khá nhiều những cái quy định để có thể xử lý những cái tình trạng mà sử dụng đất vượt gọi là vượt hạn hạn mức đấy để mà tạo ra cái áp lực cho những người đầu cơ cũng như là những người mà không quay vòng đất mà sử dụng quá mức Thế nhưng mà cái công cụ này chúng ta thấy rằng là mãi tận tháng 10 2017 mới có thông tư hướng dẫn, nghĩa là suốt hơn 5 năm là không có hiệu luật thi hành. Do đó rõ ràng là các quan chức năng dù có muốn xử lý cũng rất là chậm. Cái thứ hai nữa là ngay cái định nghĩa thế nào là biệt thự bỏ hoang, thế nào là khu đô thị bỏ hoang cũng chưa rõ. Bởi vì nó có rất nhiều lý do như đã nói, nếu những lý do mà nó là khách quan bất khả kháng đối với nhà đầu tư, đối với người chủ xây dựng thì chắc chắn chúng ta không thể xử lý được nhưng mà rõ ràng, rõ ràng ở đây là cái cơ sở pháp lý để định nghĩa một cái khái niệm bỏ hoang để từ đó là áp các chế tài vào cũng chưa thật tới cái thứ ba nữa là trong nhận thức rõ ràng quyền nhà nước cũng có một chút gì đó nể nang một chút gì đó là khó xử rồi thậm chí đó là nhiều khi chủ nhân của những căn biệt thự đó lại là anh em bạn bè thậm chí mình cũng là người chủ sở hữu nó cũng tạo ra một tình trạng rất là khó là lấy tay đánh vào chân ừ. và vân vân à, trên về mặt tổng thể chúng tôi cho rằng là nó có cả cái sự lúng túng trong pháp lý nó có cả cái sự gọi là lúng túng trong nhận thức và cuối cùng là cái áp lực xã hội nó cũng chưa tới do đó là có thể nói tình trạng này như ta thấy nó vẫn đang tồn tại ừ. có một số ý kiến là để giải quyết được tình trạng này thì có thể đánh thuế thật nặng vào những người mà mua nhà đất rồi bỏ hoang như hiện nay vậy thì ý kiến của tiến sĩ minh phong như thế nào chắc chắn là phải có một cái chế tài và chúng tôi cho rằng là không chỉ chế tài về tài chính mà nên có những chế tài tổng hợp về mặt hành chính về mặt tài chính cũng như là các cái chế tài khác nhưng mà về mặt tài chính thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có công cụ như đã nói đó, cái thông tư 10 Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng à, hướng dẫn về thu thuế nhà đất đó, thì đã có một 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 cái quy định khá là tốt. Đó là nếu như là trong hạn ngạch chúng ta chỉ thu 0,03%. Nhưng nếu mà cái diện tích đất mà chủ sở hữu sử dụng đó, nó vượt quá dưới 3 lần thì là phạt À, đánh thuế là 0,07%, tức là gấp đôi hơn một chút. Nhưng mà nếu mà quá ba lần thì đánh thuế gấp năm lần luôn, tức là đánh thuế bằng 0,15%. Thì nếu ta sử dụng tốt công cụ này thì chắc chắn nó cũng tạo ra cái áp tài chính đối với những người mà đầu cơ, những người mà sở hữu mà lại không 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 gọi là di chuyển nhanh cái đó để nó tạo ra một cái sự dịch chuyển trên thị trường thì những người mà sở hữu lớn mà để tồn động như vậy nó sẽ đánh nó sẽ chịu một cái một cái áp lực rất lớn nhưng mà khiếm khuyết của nó ở đây là chính những nhà đầu tư đó họ cũng chưa bị sức ép mà chỉ là những người mua thôi thì chúng tôi cho rằng là cần phải làm sao đó để những chủ đầu tư mà để chậm đó cũng phải chịu áp lực tài chính và cái việc phạt như vậy nó là rất quan trọng để nó tạo nguồn thu đồng thời tạo ra một cái áp lực buộc người ta phải đưa vào sử dụng bên cạnh đấy nữa thì những áp lực khác liên quan đến vấn đề ví dụ như cấm chủ đầu tư nào đó chậm trễ tham gia dự án khác hoặc được cấp phép dự án khác cũng là rất cần thiết rồi những cái áp lực liên quan tới vấn đề phạt những cái người mà để hoang cũng là cần thiết tôi lấy ví dụ mỹ anh có biệt thự mà anh để cỏ cao quá 20 phân là bị phạt rất nặng thế thì tất cả những phạt như vậy chúng ta có thể gọi là tham khảo để nó tạo ra những cái áp lực tài chính và hành chính để buộc những người sử dụng những người sở hữu đó mà ít sử dụng hoặc sử dụng không đầy không đầy đủ hoặc là không tuân thủ đó phải chịu áp lực tài chính thì đấy là một trong những cái chúng tôi cho hoàn toàn chia sẻ ừ, như vậy là có rất nhiều cách mà cơ quan chức năng có thể có những cái động thái tích cực để làm giảm cái tình trạng là có quá nhiều các biệt thự các khu đô thị bỏ hoang tại những thành phố lớn gây ra một sự lãng phí rất lớn và nhiều hệ lụy cho xã hội như hiện nay đúng không ạ một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ minh phong vì đã tới với trường quay chào buổi tối với rất nhiều những phân tích và chia sẻ sâu sắc ngày hôm nay và thưa quý vị chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại